Bạn nào mà đang chuẩn bị lát sàn cho cái ngôi nhà của mình ấy mà chưa biết sử dụng cái loại vật liệu nào cho cái ngôi nhà của mình thì có thể là xem video này. Tôi là Trần Minh Hùng, chuyên gia về giải pháp về cái vật liệu cho cái ngôi nhà. Thế thì rất là nhiều người lăn tăn là không biết nên lựa chọn vật liệu nào, một là sàn gỗ hay là sàn đá SPC hay là sàn nhựa hoặc có thể là sàn gạch. Đấy thì trong video này tôi chia sẻ cái so sánh giữa cái sàn SPC vân gỗ và cái sàn gạch giả gỗ. Đấy thì với các bạn, trong các video trước thì tôi chia sẻ các bạn là cái sàn gạch giả gỗ nó có những ưu điểm này, những cái nhược điểm gì, thì trong video này tôi chia sẻ là so sánh giữa hai cái vật liệu này liệu nó có cái ưu thế nào hơn để các bạn lựa chọn cho cái sàn của mình. Trước mặt các bạn đây thì là có sàn là SPC vân gỗ. Đấy, được sử dụng bằng bột đá và kết hợp với nhựa, là 70% là đá và nhựa, và phía mặt đấy là chính là cái vân gỗ, kim gỗ, và có phủ lên một cái lớp chống UV, chống mài mòn, mài bay màu. Cái bên đầu tiên đấy, chúng ta so sánh giữa cái độ bền của hai cái loại vật liệu này, thì bên cạnh cái sàn một cái vật liệu sàn FPC là một cái sàn gạch cũng bằng vật gạch giả gỗ, để các bạn nhìn thấy là giữa hai cái sàn này. Thế thì việc đầu tiên ấy là độ bền của hai cái loại vật liệu này. Vật liệu đầu tiên ấy thì nếu mà các bạn dùng sàn sử dụng SPC vân gỗ ấy thì nó sẽ được sử dụng tầm khoảng 40 năm cho cái thời gian sử dụng, và nhà máy sẽ bảo hành cho mình là tầm 20 năm trong quá trình mà đi lại chống xước bay màu. Và cái nếu mà các bạn sử dụng cho cái phòng mà như phòng ngủ, phòng thờ và một số phòng mà ít đi lại thì có thể sử dụng cái vật liệu này để cho nhà mình. Và nếu mà các bạn sử dụng cái sàn gạch ấy thì những cái vị trí mà đi lại nhiều hay là những cái vị trí xe đi lại thì các bạn sử dụng sàn gạch gỗ nó sẽ ưu thế hơn là rất là nhiều. Còn cái việc thứ hai ấy là cái độ, nói về cái độ bền, thì nếu mà bạn sử dụng cái sàn FPC vân gỗ ở phía ngoài trời mà chịu tác động của thời tiết quá lớn, nắng nôi hay là những nhiệt độ ở ngoài trời thường nó rơi khoảng 50 đến 60 độ C bình thường, và cái nhiệt độ đấy thì bạn nên sử dụng cái sàn gạch sẽ tốt hơn so với sàn SPC, bởi vì yếu tố là cái sàn gạch giả gỗ này thì cái chịu được cái nhiệt độ nó cao hơn so với cái sàn SPC như này. Thì nếu mà các bạn nào mà đương nhiên bạn có thể sử dụng cái sàn SPC ở ngoài trời, nhưng với cái nhiệt độ và cái tác động của thời tiết thì bạn nên sử dụng cái loại sàn gạch cho khu vực ở phía ngoài trời. Đó, nói về đấy là về độ bền để mình so sánh. Cái việc thứ hai ấy là bạn so sánh về cái ứng dụng sử dụng. Với cái sàn SPC vân gỗ thì có cái là có độ đàn hồi rất là cao. Bạn có thể là uốn cong hay là bạn có thể là bạn sử dụng rất là êm, với cái tỷ lệ có cái lớp liên kết với nhau, và trong đó có cái lớp lót là bằng có cao su non để tăng thêm cái độ êm cho cái sàn của mình. Thì nếu mà các bạn nào mà cả khi mà bước lên trên cái sàn mà sử dụng cái sàn FPC cảm giác rất là êm, đi lại rất là dễ dàng, và nếu mà có trường hợp mà xảy ra chuyện ngã hay trẻ con ngã thì trên cái sàn này nó sẽ tránh đỡ được cái nguy hiểm khi mà lát sàn gạch. Thì cái ngược lại ấy, cái sàn gạch ấy thì là độ cứng rất là cao, thì khi mà các bạn lát sàn hay gạch ấy, thì cái việc mà đi lại ấy, thì nó đương nhiên là rất là dễ dàng, lau chùi rất dễ dàng. Còn cái việc mà nếu mà với độ cứng cao như vậy thì khi mà mình xảy ra cái chuyện ngã với trẻ em ấy, thì có thể là nó sẽ nguy hiểm hơn. Đấy là về cái việc mà mình ứng dụng và khi mà sử dụng cho cái phòng của mình. Cái việc thứ ba ấy là với cái độ sắc nét của cái gạch gạch và sàn SPC thì khi mà chúng ta sờ tay vào thì cảm giác là nó cái độ vân gỗ hay là thớ gỗ ấy, thì tôi cảm giác là như nhau, bởi vì là mình sờ lên trên viên các bề mặt, tức là cái bề mặt của cái sàn FPC mình cảm giác như là nó như sờ lên một cái tấm gỗ thật, và còn sờ một cái sờ trên cái viên gạch ấy, thì cũng cảm giác có cả nếu mà cái hàng mà chất lượng cao ấy, bao giờ nó sẽ có những thứ gỗ gọi là rất là đẹp và cảm giác nó cũng như gỗ thật. Nhưng mà cái việc thứ tư như này này, các bạn so sánh như này nó sẽ hợp lý hơn. Và khi mà các bạn lát sàn FPC vân gỗ ấy, thì khi mà đi lại ấy, thì mình cảm giác giống gỗ hơn. Thứ nhất là về độ êm, cái thứ hai ấy, là khi mà vào mùa đông ấy, thì mình cảm giác như là bước lên trên sàn FPC mình thấy có cái độ ấm,
ấm ấm áp của cái chân hơn rất là nhiều khi mà bạn lát sàn gạch. Sàn gạch thì nó sẽ cảm giác như là dù gì thì nó vẫn là gạch nên là nó vẫn bị lạnh lẽo cái chân của mình đi lên đấy. Thì với cái sàn FKC nó có cái bột đá và có cả nhựa nguyên sinh thì nó tạo lên một cái cảm giác ấm áp hơn rất là nhiều. Yếu tố thứ năm ấy là để mình so sánh được cái giá, tức là cái giá thành khi mà mình lắp đặt sàn gỗ của sàn FPC hay là sàn gạch ấy, thì giữa hai cái sản phẩm như này ấy, thì sàn FPC bao giờ giá thành nó sẽ cao hơn so với sàn gỗ sàn gạch như này. Mà nếu mà sàn gạch mà chất lượng cao mà hàng nhập khẩu ấy, thì bao giờ nó giá thành nó cũng gần như tương đương, tức là nếu mà bạn sử dụng sàn FPC thì bằng cái giá thành của gạch cao cấp. Thứ sáu ấy là cái thời gian thi công. Cái thời gian thi công ấy thì là mình sẽ thấy là với cái sàn FPC vân gỗ thì mình lắp đặt rất là dễ dàng. Với 100m² thì mình có thể thi công trong một ngày và lắp đặt công tác lắp đặt rất là nhanh và gọn, sạch sẽ, không cần phải là dùng cái loại vật liệu bẩn như là xi cát đá. Nhưng mà gạch, thời gian thi công của gạch thì nó sẽ kéo dài. Đấy, trên vừa rồi thì cũng chia sẻ các bạn là một cái so sánh giữa hai cái vật liệu để các bạn lựa chọn khi mà lát sàn. Nếu mà các bạn nào mà chuẩn bị cho cái ngôi nhà mình chưa biết lựa chọn như thế nào thì đây chính là cái kiến thức cho nhỏ khi các bạn lựa chọn. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Các bạn nào mà muốn theo dõi những video mới nhất về vật liệu cho hoàn thiện cho ngôi nhà của mình thì hãy đăng ký kênh ở phía dưới và nhớ bấm nút chuông để khi mà chúng tôi phát sóng video thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng tôi đầu tiên. Giờ xin chào.